Tiểu sử giang hồ Lâm Chín Ngón, khổ sở vì mất số, kết thúc cuộc đời trong nồi cám lợn, phần 3. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiểu sử giang hồ người nổi tiếng. Ra tù, Lâm gác kiếm rời khỏi giang hồ. Tuy nhiên cuộc sống khó khăn vây quanh khiến đường về của Lâm trắc trở gập ghềnh. Năm 1993, Lâm cưới vợ và sinh con. Lâm mở quán thịt chó Bình Dân trên đường mùng 3 tháng 2 quận 10 để mưu sinh. Nhưng đâu phải cứ Lâm muốn thoát ân oán giang hồ là sẽ thoát nổi. Lâm Cam sai đàn em tạt axit Lâm Chín Ngón. Lúc ấy ở Sài Gòn, Nam Cam đã trở thành thế lực ngầm số 1. Thế nhưng Lâm Chín Ngón lại không xem Nam Cam ra gì. Vì trước năm 1975, Nam Cam là đàn em tép riu của Lâm. Không ít người ngứa mắt với Nam Cam ngày xưa, nhưng không phải kẻ nào cũng đủ can đảm để công khai thóa mạ ông trùm. Sự có mặt của Lâm ở Vũng Tàu đã khiến cho các nhóm lưu manh khác khiếp vía, giạt ra hết, tạo điều kiện cho tụi Dũng, Minh độc chiếm cảng cá, tha hồ nâng hạ giá, bán mua tùy ý để làm giàu. Đổi lại Lâm chỉ việc trừng mặt ra cảng nhưng không phải mó tay vào bất cứ việc gì. Mọi chi phí ăn uống chơi bời đều được bao cấp, kèm sổ lương 5 triệu đồng trên một tháng. Mình và Dũng còn sắm cả xe máy cho Lâm để đàn anh tiện đi làm việc. Thấy đất Vũng Tàu làm giàu quá dễ, Lâm nảy ra ý đồ làm ăn riêng, quyết không để đám tài phiệt cảng cá lợi dụng tên tuổi của mình mãi. Ngay sau khi Lâm tuyên bố dự định này, lũ đàn em liền tức tốc gọi vợ chồng Đức Sương xuống Vũng Tàu, gây áp lực để đuổi Lâm. Tuy có xô má nhưng thân cô thế cô, không đương đầu nổi với liên minh tài phiệt kia, nên sau vài tháng chiến tranh, Lâm Chín Ngón ngậm ngùi chạy trối chết khỏi Vũng Tàu để giữ mạng sống và giữ tiếng trong giới giang hồ. Khi Lâm Chín Ngón bị đánh bật khỏi các cảng cá ở Vũng Tàu, Lâm Chín Ngón ôm hận, nghi là có bàn tay của Nam Cam, nên hắn càng cay cú. Vì vậy mà đi đâu Lâm cũng rêu rao thóa mạ, công khai chửi bới Nam Cam, bất kể cái giá hắn phải trả sau này là rất đắt. 2 năm sau, công an Bà Rịa Vũng Tàu ra quân xóa sổ nạn bảo kê lộng hành trên các cảng cá ở đây. Minh Samasa và nhiều tên trong đám tài phiệt cùng nhau vào tù. Thấy vậy, Lâm lại giáp tâm quay lại độc chiếm cảng cá. Nhưng cũng không xong, do Đức Năm Nghệ bắn tin, nếu Lâm Chín Ngón mò xuống Vũng Tàu, mạng sống của Lâm và gia đình sẽ không được bảo đảm. Thấy trước không chơi được, Lâm đành tạm bằng lòng với vị trí ông chủ quán thịt chó. Sáng chở con đi học, tối đón con về. Kể về tình yêu đặc biệt của mình với người đàn ông mà giới giang hồ trước và sau năm 1975 đều biết danh, vợ Lâm Chín Ngón cho hay: "Tôi quen anh Lâm từ khi còn trẻ, năm 1992, cùng là dân di cư. Tôi ấn tượng về anh là người trắng trẻo cao lớn, khá trầm, ít nói. Gặp tôi, anh thường nhìn tôi rất lâu rồi không nói gì. Thuở ấy, tôi, một cô gái người Bắc Ninh, có cái tên của loài sen vàng, thanh cao. Rất xinh đẹp, nước da trắng, dáng người cao, giọng nói cực kỳ dịu dàng, trầm ấm, là mục tiêu tấn công của rất nhiều chàng trai. Đặc biệt sau này anh Lâm kể với tôi là anh say mê nụ cười tỏa nắng của tôi từ ngày gặp tôi lần đầu tiên. Nhưng đời ai học được chữ ngờ. Một khi đã bước chân vào giang hồ, muốn rút chân ra không phải dễ. Nghiệp chướng giang hồ Lâm đã gây ra và giờ phải gánh chịu. Cuộc đời của Lâm Chín Ngón sang một ngã rẽ khác khi một sự cố bất ngờ xảy ra vào tối ngày 14 tháng 7 năm 1999. Khoảng 8 giờ hôm đó, Lâm chở vợ và đứa con trai 6 tuổi đi ăn tối, thì bất ngờ bị một tên thanh niên chạy tới tạt một ca axit vào mặt gã. Lâm ôm mặt quằn quại đau đớn. Sau nhiều tháng chạy chữa ở bệnh viện Chợ Rẫy, vết thương tạm lành nhưng khuôn mặt Lâm bị biến dạng khủng khiếp. Có điều đặc biệt là dù bị tai nạn khủng khiếp nhưng Lâm vẫn không hề báo công an hay tố cáo một đối tượng nào. Sau tai nạn, Lâm trở thành một con người khác hẳn, không nói không cười, chỉ ở lì trong căn nhà mà ngoài vợ con không ai biết địa chỉ. Mãi đến năm 2001 khi Nam Cam bị bắt, Lâm Chín Ngón đột ngột tố cáo đối phương là kẻ chủ mưu tạt axit khiến mình nên nông nỗi hiện tại. Gã giang hồ năm nào còn ra tòa làm chứng, tố cáo tội ác của Nam Cam và đồng bọn. Có nguồn tin cho biết, Lâm thầm cảm ơn trời khi kẻ ra tay đã không tổn hại đến vợ con hắn. Anh ta một mực bảo rằng cuộc đời Lâm Chín Ngón coi như đã hết và Lâm cũng không hề có ý định sẽ trả thù theo kiểu ân oán giang hồ như anh ta đã từng làm trong hàng chục năm qua. Nồi cám lợn và sự ra đi của Lâm Chín Ngón. Thế hệ giang hồ sau này chẳng kiêng nể gì bậc đàn anh từng có số má như Lâm Chín Ngón, nên cuộc đời gã rơi vào tuyệt vọng chán chường.
Cuối tháng 10 năm 2006, trong một lần bức bách, Lâm đã từ giã cõi đời mang nặng nghiệp chướng do chính mình gây ra một cách thê thảm. Những người làm công bất ngờ khi Lâm chọn cách từ giã cuộc sống. Vợ con đau đớn như vậy. Không khỏe mạnh, nhanh nhẹn như trước, nhưng Lâm cũng ít ốm đau. Tất nhiên, di chứng của những lần phẫu thuật, của thuốc gây tê, của những trận chiến vô tiền khoáng hậu với giới du đãng Sài Thành trước năm 1975 cũng làm Lâm đau đớn khi tuổi đã cao, sức đã yếu và sức đề kháng bệnh tật đã gần hết. Ông NVN, 56 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, người từng có mặt tại thời điểm gia đình phát hiện Lâm chết, cho biết sau khi bị tạt axit, Lâm lui về ở ẩn tại huyện Nhà Bè, đoạn tuyệt hoàn toàn với cuộc sống giang hồ đầy duyên nợ. Nhưng những di chứng về lần bị tạt axit đã khiến Lâm thường xuyên đau đớn, cùng với cuộc sống tách biệt với bên ngoài đã làm Lâm mặc cảm. Anh NVT, người làm công cho gia đình Lâm Chín Ngón ở trang trại, kể về ngày cuối đời của chủ nhân. Nấu rượu xong, tôi nấu thêm một nồi cám lợn, sau đó tôi ra tắm cho đàn lợn. Tôi quay lại chỗ nồi cám thì nhìn thấy một cánh tay người giơ lên. Quá hoảng sợ, tôi cấp báo cho những người xung quanh và chính quyền địa phương biết. Cơ quan chức năng đã đến làm việc, vớt người trong nồi cám lợn ra và xác định đó chính là Lâm Chín Ngón. Liền sau đó họ phong tỏa hiện trường, đồng thời triệu tập những người có liên quan về trụ sở lấy lời khai. Sau đó thi thể Lâm được đưa về quán thịt chó tại đường mồng 3 tháng 2 để phúng viếng và đưa đi hỏa thiêu tại lò hỏa thiêu Bình Hưng Hỏa. Sự ra đi của Lâm Chín Ngón giống như cái kết của một giang hồ đã hết thời. Một giang hồ không còn tìm được chỗ đứng, và cái sự ra đi này là điều mà người thân của y đã dự báo trước. Tại tang lễ, người ta vẫn thấy một số đàn em trước đây của Lâm đến phúng viếng. Có lẽ đám đàn em nghĩ rằng đó là cái nghĩa, cái tình. Còn đối với vợ của Lê Ngọc Lâm, người đàn bà này rất đẹp, cũng là người gốc Bắc. Điều đó lý giải vì sao khi được tự do, Lâm đã tìm đến bà. Khi đó bà đã có một đời chồng và có con mà vẫn lấy nhau. Sau khi trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của Nam Cam, gia đình đã tậu trang trại ở Nhà Bè để cho Lâm khuây khỏa, vui thú tuổi già mà vượt qua mặc cảm. Tuy nhiên cuộc sống với Lâm lúc đó không còn bao nhiêu ý nghĩa. Đối thủ là Nam Cam đã bị tử hình. Bản thân Lâm Chín Ngón lại chẳng giúp được gì cho vợ con, lại là gánh nặng cho họ, nên Lâm nhiều lần có ý rời xa cuộc sống. Biết được điều đó, vợ đã cho người ở cùng với chồng, luôn để ý động thái của chồng, và đã một lần cứu Lâm. Lâm cũng đã từng nắm tay vợ, gạt nước mắt nói rằng anh không muốn làm gánh nặng cho đời em và con cái. Thế nhưng người phụ nữ đã từng dám lấy giang hồ làm chồng thì không bao giờ hối hận và sợ trách nhiệm. Bà đã động viên chồng sống để chứng kiến con cái lớn và sống tốt như thế nào. Vợ Lâm Chín Ngón tâm sự: có thể thời gian trước anh ấy gây ra những tội lỗi sai lầm, nhưng đối với mẹ con tôi, anh ấy là người chồng tốt, người cha tốt. Anh ấy không bao giờ ăn hiếp người nghèo. Anh ấy là giang hồ có nghĩa khí. Nếu so với những tên tuổi cùng thời, Sơn Đào bị Icalet lấy mạng, Đại Ca Thầy mất tích, Điền Khắc Kim phải ra đi trong cô đơn, Dung Hà bị Nam Cam sai người hạ sát, Nam Cam bị xử tử hình, thì đoạn kết của Lâm có phần bớt bi thảm hơn, nhưng cũng gây đau đớn cho người thân không kém. Dù sao, Lâm cũng được sống những ngày cuối đời trong vòng tay yêu thương, sự chăm sóc tận tình của vợ con. Tất nhiên, Lâm tự vẫn, nhưng cái chết đó cũng là một sự ra đi thanh thản của người đã trả nợ đời. Đệ tử một thời của Lâm Chín Ngón nói rằng, anh Lâm là người hạnh phúc, giang hồ cũng từng trải, du đãng cũng từng qua, tất cả đều có ngọt bùi, đắng cay. Anh ấy tự kết thúc cuộc sống của mình, lúc mình muốn cũng là tốt. Đó là điều không phải giang hồ nào cũng làm được. Chúng ta đồng ý với ai đó nói rằng, người chồng giang hồ nhưng yêu thương vợ con thì vẫn là người tốt. Cũng đồng ý rằng kết cục của giang hồ Lâm Chín Ngón đỡ bi thảm và đau đớn hơn những giang hồ cùng thời với y, và cả giang hồ thời mới như Dung Hà, Nam Cam. Tất nhiên trong đời sống của giang hồ đầy biến động ngầm, thì sự cảm nhận đánh giá của ai đó đều mang tính chất tương đối. Nhưng điều an ủi lớn nhất với Lâm là y được chọn thời điểm, cách ra đi của mình. Lâm ra đi cũng là lúc mà những giai thoại về giang hồ du đãng Sài Thành trước năm 1975 chấm dứt. Và ít nhất, Lâm còn được vợ con yêu thương, an ủi đến cuối đời. Còn các bạn có suy ngẫm gì về những câu chuyện giang hồ đầy bí ẩn? Cùng để lại dưới phần bình luận.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ mỗi ngày trên PKT.